Có một phương pháp học từ vựng tiếng Anh vô cùng hiệu quả, vừa giúp nâng cao vốn từ vựng vừa giúp giải stress. Chà đò. Đó là chơi chữ trong tiếng Anh. Chúng ta đảo trật tự từ của một cụm từ sang một cụm từ mới sao cho nó có nghĩa gần giống, trái nghĩa hoặc có mối quan hệ nhân quả với cái từ cũ. Ví dụ nha. Listen, silent. Dormitory, dirty room. Earthquake, the queer shack. GI, they see. 11 plus 2, tall large one. Rust and might, in cast dream. Và một ví dụ khác trong tên riêng nữa nè. My name's only, no, I'm not a toilet.